Hello, xin chào các bạn đã đến với kênh của My Hero Game. Và hôm nay thì chúng ta có hai con tướng mới để chơi, đó là Bowser và con còn lại là một con Healer. Và con Healer này á, Lunar. Và Healer này thì nó sẽ có mấy cái chuyện mà cấm di chuyển, rồi cấm sử dụng kỹ năng không gây sát thương này, hay là cấm đứng yên tại chỗ. Ok, nói chung là nó con một con Healer mà có thể là ra điều lực, nhưng mà man cũng đánh giá khả năng của nó là nó có khả năng gây đi búp và nó cấm những cái cấm di chuyển xa à, thì nó rút, hạn chế đi cái việc rút. Ok, và trong banner lần này thì chủ yếu của man là quay con Bowser, và cũng nói chung thì vô trước 10 vé cái là nói chuyện các bạn. Cho là man đang có một cái gói tướng mà man nghĩ là man sẽ chơi cặp với lại con Bowser này, và man đã lấy cho mình con sát thủ Julian thì cũng AoE, một con AoE root AoE. Nhưng mà khi mà đến cái mục quay tướng của con này Bowser này đó các bạn, thì man mới nhìn lại cái bone của con Bowser này, thì té ra là mình đang thiếu cái bone 5 của nó. Thấy quế không các bạn? Một con AoE cực mạnh mà thiếu đi bone 5 thì khả năng chơi nó sẽ không bằng rồi. Đi co bone 4 thì ok, nhưng mà cái bone 5 nó đâu ra? Bây giờ phải quay bone 5 nữa à? Sao khó khăn thế? Ok, nội vụ là 30 vé rồi các bạn. 30 vé thì chưa có ra một con nào cả. Và bây giờ là vé thứ 40. Mình còn đúng 100 vé nữa. Để cho mình ra một con đi, ra con Bowser thì ok. Còn ra con khác thì không ok lắm, nói chung là không ok lắm. Số lượng vé càng ngày càng nhiều đi và tướng thì chưa ra, làm cho man cảm thấy là càng ngày càng hơi bị đau tim rồi các bạn. Ok, vé thứ 60 rồi, thôi ra đi cho khỏe, còn vé cho mấy con sâu nữa. Phan xí xí các bạn, như vậy là nó không hợp phong thủy, không có đến 10 vé để quay luôn. Rồi, hợp phong thủy nè, ngon rồi đó các bạn. Mà anh cảm thấy là gần ra rồi đó. Đúng là cái gì mà nó ra thì nó cũng phải có một quá trình, nó ra phải từ từ nó mới ra. Vé thứ 90 rồi. Này giỏi không ra đi. Ok, đã có tướng rồi bạn. Và vấn đề là con gì đây? Con gì đây? Bốn con rồi. Năm con rồi. Adol. Adol căng nha, còn đúng 50 vé luôn. Oh wow. Phiêu diêu miền cực lạc rồi các bạn ơi. Khỏi xem đồng hồ luôn.
Giờ cày vé hơi căng đấy. Giờ chỉ có bơm vé thôi chứ còn cày vé là hơi căng đấy. Hù hù. Không xem đồng hồ luôn. Hù. Không xem đồng hồ luôn. Con cuối. 10 vé cuối cùng. Đó chứ. Đúng 140 vé luôn các bạn. Ra còn healer kia là man là té đáy rồi đó. Man nghĩ là bơm rồi đó. Bơm vé rồi đó. Ai về ra luôn khỏe. Rồi lấy 3 sao. Rồi cày lên từ từ thôi. Còn phần còn lại là man chơi theo kiểu ít nộp. Ít nộp nên là để giành vé, sẽ để giành vé cho banner kế tiếp, cho con kế tiếp. Ok, và hôm nay 140 vé kết thúc chương trình quay tướng, và man đang có cả hai con healer và con boza, và mục tiêu của man là con boza. Chỉ chơi AoE đại lấy con Julian cho đã, để mà nghĩ là mình sẽ chơi rút AoE, mình có nhiều con rút AoE tầm xa đồ này kia các kiểu, nên lấy Julian vào thì rốt cuộc là mất đi cái bon 5 của con Boza này. Con Baxter đâu nhỉ? Man không có con Baxter rồi. Sao man nghĩ là mình có con Baxter ta? Sao mình nhớ là mình có con Baxter mà mình không có xài, cái rồi té ra là mình không có cái bon của con này luôn, hơi căng. Ok 36 các bạn, chơi theo hướng lên đồ full AoE là con Boza này, còn con này thì từ từ, con này thì cũng ít xài lắm, thường heal thì chắc có lẽ xài Rosette siêu nhiều, và sắp tới đây thì Rosette siêu có lẽ là con hot pick. Rồi ok, Manro xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chúc bạn ngày chơi game vui vẻ.